Mấy hôm nay thì tớ đọc được mấy ý kiến góp ý về xử phạt vấn đề an ninh. Cụ thể là phạt 100-200.000 đồng đối với các trường hợp chửi bậy hoặc là không mặc đồ lót ở chỗ đông người. Đọc xong cái này cười nhạt, tại vì cái xử phạt chửi bậy này có từ trước rồi, mà chả thấy trường hợp là bị phạt cả. Nó trắng ra vậy, mấy cái xử phạt này mà có được phê duyệt thì chắc gì nó đã được thi hành. Ra đường tham gia giao thông 10 thằng vi phạm thì các anh công an bắt giỏi lắm mới được 5 cái xe. Mà giả sử trong đấy thì có 4 thằng là có quen biết, một cú alo thì biên bản nó vẫn trắng phớ ra. Thôi thì bắt được một thằng thì cũng song xanh đi. Và cái vấn đề là vẫn vụt mất 5 thằng kia. Tức là ấy, xử phạt ở Việt Nam nó mang tính hên xui. Rồi mà hôm nào bị bắt xe thì cứ xác định đấy là do số phận, do tử vi và do phong thủy tồi. Con nhớ mấy con chim nó cứ nói mới. Ở trong phim Finding Nemo không? Bây giờ tưởng tượng ra đường cả 100 thằng nó thi nhau thì ai bắt ai đừng. À cậu kia chỉ bậy, ra đây xin 100.000 nào. À cháu xin. Mẹ chúng mày, ít hết mồm với tao. À cảnh sát chỉ bậy anh em ơi, giết nó. Giao hợp hài nhi mẫu thân, rơi hồ điệp. Lỡ mà người thi hành pháp luật mà cũng văng như ai thì lấy tư cách gì mà phạt người ta? Đây như kiểu bước tiến hóa của cái nội quy cấm chửi bậy trên Facebook của trường Lương Thế Vinh nhỉ. Mình này ra đường mỗi ngày mất 4 củ là ít. Tại vì có cái thói là ghét chửi đã đành, đây thích cái gì chửi thật tệ hơn. Ôi chó sinh vãi cả đái. Được thế. Mà khi có hôm sẽ phải mất thêm 100.000 nữa cơ. Tại vì nói thật, thỉnh thoảng mình lời mặc ra lâng lâng ra đường. Đừng kỳ thị tớ, phải ý thức được là nó không lộn mới dám manh động chứ. Xử phạt này còn buồn cười hơn. Tại vì bình thường đi xe, nếu mà vi phạm bị bắt mà lúc đấy không mang tiền thì còn có bằng lái xe với cả cái xe để giữ lại. Và bây giờ lỡ ra đường mà phát hiện có ai đấy, anh chị nào đấy mà không mặc đồ lót chẳng hạn, định giữ gì để thế chấp? Giấy chứng nhận sử dụng đồ lót hợp pháp à? Cười. Mà cái nguyên nhân để đưa ra cái xử phạt này là gì nhỉ? Bắt đầu hại não rồi đấy. Già hơi, có mặc đồ lót hay không thì hiếp dâm nó vẫn xảy ra mầm thôi. Nội y chứ có phải là áo giáp đâu mà. Nói này quá đáng thật ý. Luật Việt Nam đưa ra không phải phá, nhưng mà để đấy. Quy định xử phạt đề ra nghe rất nghiêm trọng, rất có tính răn đe, nhưng mà chả mấy ai quản được, mấy ai chấp hành và chả ai bắt được. Đưa ra quy định xử phạt mà không kèm hình thức quản lý thì dân nghe xong biết dựa vào đâu để mà sợ, để mà nghe theo. Cứ chỉ bảo cấm rồi xử bằng này tiền, toán thế, quản lý lỏng lẻo. Nếu mà đã quản tốt thì mại dâm đã không phải là tệ nạn ở Việt Nam. Video này của tớ mà có sức ảnh hưởng ý, thì có khi mấy ngày sau trên báo lại có cái giải thích của Bộ Công an, bảo là dân chưa hiểu hoặc là hiểu sai cái ý kiến đóng góp xử phạt về vấn đề đấy. Xong rồi bắt đầu thanh minh thanh nga. Thế khổ.